Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với bà Tám Cam Thơ. Cam Thơ đang ở trong một cái tiệc đám cưới. Các bạn có biết đám cưới của ai không? Đám cưới của em trai của bà Bảy Tri Di Phương Trinh. Đây là cái bánh kem. Ở ngoài đây là ta chuẩn bị làm lễ. Bây giờ đang ngồi chờ làm lễ. Nè, hôm nay anh Tân, hôm nay Thúy với Cam Thơ đứng gần nhau nó mới hợp nè. Đó, vậy anh Tân và màu đỏ lét và màu vàng. Hai người gặp nhau. Ê, chú rể tới. Đây là chị giám khảo, chị cầm em. Cầm. Đó, anh chị em đó. Hello, cả nhà. Hôm nay phải cố gắng đẹp nữa, tại vì cô dâu chú rể là muốn là mọi người phải rực rỡ. Mà rốt cuộc Cam Thơ đỏ nhất rồi, đỏ quá trời đỏ, tươi nhất luôn. Phải cường, như ý. Thôi đủ rồi, mình tươi xíu đi chứ. Trời nóng nóng đổ quá nóng. Happy wedding anh bên ngoài thế nè. Happy wedding. Happy wedding. Trăm năm hạnh phúc nha. Happy đồng bọn đồng thân. Happy đồng bọn đồng thân. Kính thưa quý vị, tuần tự tiến vào lễ đài sẽ là những cặp phù dâu và phù rể, những người bạn rất là thân quý của chú rể Nguyễn Minh Quý và cô dâu Đào Mai Thi. May God bless both of you with peace and contentment. May you build a life together of love and of devotion that will sustain you to celebration and sorrow with courage and grace. Phòng chờ
hình ra đẹp hết rồi. Sắp đến đây.
chào đón đôi MC Duyên Dáng và Khả Ái, Dáng Ngọc và Khánh Hoan. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Lời đầu tiên, Khánh Hoan và Dáng Ngọc xin hân hoan kính chào quý vị quan viên hai họ, đàn trai đàn gái, thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu của cô dâu và chú rể. Bây giờ Khánh Hoàng đứng trên đây nhìn xuống, thực sự Khánh Hoàng nghĩ rằng buổi tiệc này như buổi tiệc gia đình vậy đó. Bởi vì nhìn xuống toàn là những gương mặt thân quen không à, không à, quen với cô dâu, quen với chú rể, không à. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải chơi hết mình được không ạ? Và quý vị, để không mất thời giờ của quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu ngay những người mà đồng hành với cô dâu và chú rể trong suốt những ngày vừa qua. Đó là những người bạn thân thiết của cô dâu và chú rể trong vai trò dâu phụ và rể phụ. Đầu tiên, xin mời quý vị hãy cùng chào đón. Trước khi giới thiệu thì Khánh Hoàng cũng xin nhắc thêm, đây là những người bạn rất thân, và có những người là cặp đôi thiệt, nhưng mà có những người là cặp đôi ghép nha quý vị. Đầu tiên, xin mời quý vị cùng chào đón nam ca sĩ Justin Nguyễn và Nhã Luân. Đối với cộng đồng vô sanh chúng ta tại đây, đó là bác sĩ Jonathan và người đẹp Hằng Nga. Chắc mọi người vẫn còn nhớ cách đây chừng mấy tuần trước, cho nên vẫn với vai trò rể phụ nhưng mà phải đi vô bằng nè. Bây giờ anh có thể nhảy và bước vào đây, một tràng pháo tay to cho Jonathan và Hằng Nga. Các bạn rất thân thiết với lại cô dâu và chú rể. Xin quý vị hãy cùng vỗ tay chào đón Trí và Mai. Một trong những người ca sĩ rất là nổi tiếng, xinh đẹp, trẻ trung và dễ thương, thưa quý vị, đó là ca sĩ Diễm Sương và Chris. Đây là cặp đôi huyền ở ngoài đời nha quý vị. Toàn trắng để cô dâu và chú rể có thể viết ra đó một cái quãng đời đẹp nhất của hai người trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin quý vị hãy cùng chuẩn bị, ai có muỗng đĩa gì hay là chuẩn bị gõ ly gõ bàn gì, làm sao mà tiếng ồn thật lớn để chào mừng hai nhân vật chính đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong buổi tối ngày hôm nay cùng xuất hiện ra mắt tất cả quý vị. Đó là cô dâu và chú rể Quế Minh Quý
khấu luôn. Rồi bây giờ mời cô dâu và chú rể cùng bước lên sân khấu. Dường như tối nay Khánh Hoàng thấy là trai xinh gái đẹp bô sa tề tụ hết về villa này thì phải. Ai cũng đẹp, ai cũng xinh, đặc biệt là dâu phụ và rể phụ, phải không ạ?